bạn đã quay trở lại với kênh của Echo Hạnh nha. Trong video hôm nay thì Khương sẽ làm một cái thí nghiệm cho vui các bạn. Thì ở đây mình có làm sẵn tại vì mình phải dán keo á. Thì các bạn nhìn có thể thấy nè. Ở đây mình sẽ làm cái thí nghiệm là sẽ điện phân và để tách cái khí hydro ra khỏi nước. Thì trong cái công thức này á thì nó có thể tách được cái thành phần khí hydro và oxy luôn các bạn. Tách ra khỏi nước. Đó, thì chỉ cần có hai cái chai nước với lại hai ống dội khúc đây là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Thì các bạn xem tham khảo. Thì cái một số nghiên cứu thì người ta đã sử dụng cái phương pháp tách cái khí hydro để mà làm cái nhiên liệu cho động cơ chạy luôn các bạn. Thậm chí chạy được trên xe máy và cả ô tô, nhưng mà chỉ có một số người đang nghiên cứu thôi. Chứ đến bây giờ thì động cơ vẫn sử dụng điện hoặc là xăng thôi các bạn. Là chủ yếu. Rồi bắt đầu thôi các bạn. Thì cái video này á dành cho những người tham khảo cho vui thôi nha. Mình chủ yếu cái video hôm nay chủ yếu là để tách cái khí hydro. Thì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn vấn đề là khí nào nó sẽ ra hydro và cái nào nó sẽ ra khí oxy. Ok, bắt đầu thôi các bạn. Đây mình có sử dụng một số cái. Hôm nay mình sẽ chủ đạo là mình sẽ đây mình sử dụng mấy cái lá inox nha các bạn. Tại vì khi mình điện phân nó sẽ ăn mòn rất là nhiều. Mòn rất là nhiều nên người ta sử dụng cái mình cho nó phía đây. Thực ra thì nên đây mình chủ yếu là mình sử dụng, mình lấy cái khí hydro á, mình sử dụng đây cái nhiều cái lá inox hơn. Các bạn chú ý là đừng để hai cái này nó đụng vào nhau nhé. Tí nữa mình sẽ bắt nguồn 12V vào đây. Ok, xong đúng không ạ? Rất đơn giản nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào. Mình đổ bớt nước, tại vì hồi nãy mình để cái ống nó dư ra một khúc quá rồi, nên để lại một chút trong đây. Bây giờ mình sẽ cho cái thanh này vào. Các bạn sử dụng các bạn cái này nè, bằng inox hết, nó sẽ không có ăn mòn nhiều. Các bạn sử dụng bằng sắt hay là bằng nhôm thì nó sẽ rất là nhanh ăn mòn các bạn. Đây các bạn, rất là đơn giản luôn. Thì khi mình sử dụng phương pháp điện phân á, thì ở cái cực mình sẽ cấp một cái điện bằng điện bình hoặc điện 12V nha. Thì ở đây á, ở đây mình có cái bình 12V đây. Đây các bạn. Thì để mà các bạn có thể tắt được cái khí oxy và khí hydro á, thì ở trong cái đây, cái cực dương cấp vào đây á, nó sẽ tạo ra được cái khí oxy. Và ngược lại vào cái cực âm,
sẽ tạo ra cái hiệu luôn. Thì trong cái nghiệm này mình sẽ cấp cái cực dương, cấp cái cực dương vào cái thanh này. Một thanh còn cái khí hero nó sẽ nhiều vô cái nhiều lá này. Để mình lấy cái khí hero. Ok. Đây. Thì trên đây nó sẽ trên đây mình sẽ lấy cái cọng dây của mình đây. Mình sẽ cấp cho đúng theo cái màu dây để mà nó không bị nhầm. Mình cắt vào cực dương. Các bạn thấy không? Đây là phương pháp điện phân các bạn. Sau một hồi đó, nó sẽ cho ra rất là nhiều khí luôn. Đó. Phương pháp điện phân này khá là đơn giản. Ở trong cái khóa lớp 8 này, mọi người cũng đã được học rồi. Nhưng mà mình thí nghiệm thì không phải ai cũng được thí nghiệm đúng không ạ? Mình có thể thấy nè. Khí bắt đầu sẽ ngập cái phần không khí trên này. Nó sẽ truyền qua trong bình này. Đây là tí nó sẽ chìm của mình ở đây nha. Hiện tại thì bây giờ là chưa, nên chút xíu nó làm như mình thấy. Đây thì các bạn xem nè. Đó. Cái khí hydro nó sẽ được chuyển xuống bên đây nha. Nó nóng làm mớp của mình đây. Thực ra khi mình sử dụng cái phương pháp này á, thì mình sẽ sử dụng cái bình nó có cái thể khả năng này, có nhất là chịu nhiệt, cái thứ hai nữa là nó sẽ chịu được cái áp suất. Như vậy mình sẽ để cái ống này ra đây. Sẽ phòng vào trong cái chai này luôn các bạn. À, cái kia lâu quá. Thì trong cái bong bóng này nó sẽ có sẽ chứa những cái khí hero nha. Các bạn có thể thấy là cái bong bóng khí nó ra tới đây. Các bạn thấy không?